Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Mỗi tuần một nhân vật và chúng tôi hiểu rằng cũng chưa thể là một cái thời lượng đáp ứng đủ những cái mong muốn của mọi người trong việc được lắng nghe, được chia sẻ, hoặc là đôi khi là cái việc mà soi chiếu bản thân mình vào trong câu chuyện của những người đã ngồi ở đây kể cho chúng ta nghe. Bởi vì biết đâu chừng thông qua trải nghiệm của một người khác thì chúng ta có thể làm cho cuộc đời của mình trở nên tốt hơn, bởi vì trải nghiệm đã giúp cho chúng ta nhận diện những điều tương tự mà nó đã xảy ra trong chính cuộc sống của mình. Ai cũng có chuyện khi chúng tôi đặt tên chương trình này, bởi vì chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta ai cũng cần được lắng nghe, ai cũng cần được yêu thương và ai cũng cần được chỉnh sửa để trở nên tốt hơn và tích cực hơn, dù là bạn ở giới nào, dù là bạn bao nhiêu tuổi, hoặc dù đó là chuyện gì. Và ngay bây giờ trong tuần này chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe câu chuyện của một nhân vật nữa, mà không biết rằng câu chuyện bạn ấy mang đến ngày hôm nay sẽ là câu chuyện như thế nào và kể về điều gì. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhé. Chào em. Chào chị. Trời ơi, rất là nhẹ nhàng luôn. Em tên gì nè? Dạ, em tên là Lê Hoàng Hải Đăng. Mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 19 tuổi. 19 tuổi. Em đang sinh sống ở đâu? Dạ, em đang sinh sống và làm việc ở Long An. Công việc của mình là gì em? Em chỉ ở nhà phụ việc với bố mẹ em thôi. À, cái công việc mà mình đang phụ bố mẹ ở nhà là những việc gì? Bố mẹ em thì mở một cái xưởng kiểu như gọi là xưởng may mini, may đồ học sinh rồi này kia. Kiểu mình cũng kiểu gần giống mai mốt mà mở rộng ra là kiểu tổng tài ngành may mặc đồ heo. Đúng rồi luôn hả? Rồi, em có xem Ai Cũng Có Chuyện không? Dạ có. Em câu chuyện này của em thì em cũng có kể cho một người bạn của em biết, nên là kiểu em không biết là có nên kể nó hay không, nhưng mà một người bạn đó kiểu kêu em là cứ mạnh dạn mà kể câu chuyện nó ra cho người ta hiểu là mình đang gặp cái vấn đề gì và tại sao bây giờ mình lại như vậy. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu từ đâu đây? Dạ, cái câu chuyện nó bắt đầu cũng mới đây thôi, là hồi năm rồi. Em vừa bước chân lên Sài Gòn học luôn. Ồ, mà bây giờ thì mình đang ở Long An rồi. Dạ. Có nghĩa là mình đã lên và mình đã về quê rồi. Dạ. Rồi, tiếp tục nè. Sau 18 tuổi điều gì đã đến với mình? 18 tuổi là cái tuổi mà lần đầu tiên em bước chân lên Sài Gòn. Xong là em cũng như mấy bạn bình thường, vẫn đi học rồi kiếm việc làm thêm để làm. Em học được hết một kỳ của năm nhất đại học. Thì bắt đầu có một nhóm hai đứa bạn của em rủ em. Là có hai người nữa, thêm em nữa là ba hay là một? Dạ, hai đứa là một nhóm. Ba người. Ba người rồi. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao làm gì đây? Nó gãy luôn rồi chị ơi. Ủa sao vậy, rồi sao rồi? Thôi từ từ nè, rồi sao nữa? Kiểu như là nó rủ em là muốn kinh doanh không? Dạ, mới đầu thì em không có dự định học đại học nhiều cho lắm, nên là em cũng suy nghĩ là em sẽ đi theo hướng kinh doanh giống như bố mẹ em luôn. Khoan nè, em không muốn học đại học nhiều cho lắm. Dạ. Tức là tạm thời mình cứ đi học đại học đi rồi mình sẽ nghỉ thôi, hay là mình học đại học và mình sẽ tốt nghiệp nhưng mà trong quá trình học là mình đừng học nhiều cho lắm? Dạ, kiểu như mình sẽ học để tốt nghiệp nhưng mà học không nhiều lắm. Trường thì ở Bình Thạnh, còn em thì ở Tân Bình. Cái đi học ngày nào cũng dậy sớm á, em dậy không nổi, cái em cúp một tuần em học chắc cũng được 3 bữa. Rồi tóm lại là mình cũng không mặn mà với con đường học. Dạ, đại học. Với lại chọn sai ngành. Đó, chứ cái trường đại học nó không có tội nợ gì trong câu chuyện này hết. Vấn đề nằm ở chỗ mục tiêu của mình thôi. Nhưng mà tạm thời là đó là đặc thù của mình tại thời điểm đó. Không có xác định con đường học tập, đại học sẽ là con đường mà mình quyết liệt theo đuổi. Nên khi nó rủ mình kinh doanh thì... Em hôm thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Bắt đầu nảy sinh ra một ý định trong đầu là sẽ kinh doanh để phụ cho nhà em một phần nào đó tiền học phí với lại tiền sinh hoạt. Quá tích cực, ổn mà. Rồi ba đứa quyết định kinh doanh gì? Dạ, kiểu em tính kinh doanh đồ second hand, là kiểu order ở bên Trung về. Cụ thể là mình kinh doanh trên cái mặt hàng nào? Dạ, quần áo. Lúc đó thì bọn em đang tìm kiếm về một nguồn hàng với lại một người chuyên cung cấp hàng. Một bạn trong nhóm em biết được anh kia, cũng chỉ thông qua mạng xã hội thôi. Xong cái hai bên gặp mặt nhau, thảo luận đồ này kia. Mà không biết một thế lực nào đó, anh đó cứ thúc đẩy tụi em. Và tụi em dần dần bắt đầu chìm vô cái lĩnh vực kinh doanh đó. Mình có mong muốn ngay từ đầu mà, mình cũng có mục tiêu là mình sẽ kinh doanh mà. Cho nên không có quá khó hiểu về cái câu chuyện là mình đi trên con đường đó tiếp tục. Nhưng mà mình với cái anh mà em vừa mới nói á, là mình có gặp nhau ngoài thiệt đúng không? Dạ. Rồi khi mà gặp ảnh biểu hiện thì sao? Kiểu ảnh rất là hiền luôn và ảnh nói những cái lời rất là ngọt luôn. Giờ mình còn nhớ được ảnh nói những cái gì không? Kiểu như là mấy em cứ tin anh đi, mặt hàng này rất ok.
thì tụi em sẽ thu lại lợi nhuận sớm thôi. Anh chỉ kiểu như anh chỉ nói thôi là lợi nhuận sẽ như này thôi. Tụi em kiểu cũng tin, cũng đi gom vốn đồ này kia. Thế thì hành trình đi gom vốn cần bao nhiêu vốn? Dạ, hình như lúc đó khoảng 130 hay 120 triệu. 130, rồi tiền ở đâu mà mình có 130 triệu là mỗi đứa đều đập ống heo ra rồi gom lại là đủ thì sao? Dạ, của em thì hồi năm cấp 3 em có đi làm thêm về mạng xã hội như nên là em cũng có một phần quỹ của em là cũng khoảng được 20. Cũng nhiều đó chứ. Dạ, mỗi đứa hùng vô 40. Còn phần còn lại thì từ tiền ăn sinh hoạt hàng tháng của bố mẹ với lại tiền em đi vay. Em đi vay? Dạ. Là em đã gom vô trong đó 40 rồi đó? Dạ. Hay là trong cái 40 mà để vô đó là mình có tiền đi vay? Dạ, có tiền đi vay ở trong. Em vay nhiều? Dạ, em vay cũng khoảng gần 10 triệu. Rồi em làm hồ sơ vay ngân hàng sao? Dạ, em không có vay ngân hàng. Chứ em vay ở đâu? Dạ, em vay app đen. Em quá gan rồi. Rồi em tính lợi nhuận kiểu gì mà em vay app đen rồi em đi kinh doanh? Em vay app đen tại vì em biết chắc là app đen nó chỉ là cái app chui thôi, chứ nó cũng không dám mà tới tận nhà để tìm bố mẹ em đâu. Cùng lắm thì nó chỉ tấn công trên mạng xã hội thôi. Và em chấp nhận cái việc bị tấn công trên mạng xã hội luôn? Dạ, em vay đâu cũng 3-4 app. Vay 3-4 app? Dạ. Mỗi một app 10 triệu? Không có chứ, một app có 2-3 triệu mà. Một app 2-3 triệu, vay 3-4 app tổng cộng là 10 triệu. Và ở cái ngày mà mình đi vay là mình cũng đã tính được tới cái con đường mà cùng lắm mình bùng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em chưa kịp bùng nữa là bố mẹ em phát hiện. Thiền bất dung gian. Rồi sao? Đây là kẻ phản diện kể chuyện ư? Trời ơi, rồi sao? Rồi tiếp đi. Dạ, đưa cho anh đó là khoảng 1 tuần hoặc là 2 tuần gì đó. Anh đó đưa hàng về cho tụi em. Xong cái đó đi mất luôn. Ủa thì cũng đúng rồi em đưa tiền ta đưa hàng là xong chuyện. Nhận hàng là hàng kiểu như hàng kém chất lượng với lại hàng giả. Rồi thông tin của ảnh mình có được là có được thông tin gì? Số điện thoại? Số điện thoại ảnh chặn hết luôn. Rồi địa chỉ của ảnh ở đâu? Ảnh dọn đi luôn. Rồi không biết gì hết trơn luôn. Dạ không luôn. Rồi mình đưa cho ảnh 130 triệu. Dạ. Ảnh giao về cho mình những cái gì nè? Mấy cái vẽ rách đồ này kia thôi. Với lại mấy cái hộp bên trong toàn là giấy hoặc là đá. Nói chung là một cái cú lừa ngoạn mục luôn. Cũng sốc đầu đời. Tụi em sốc lắm, không biết gì trơn. Mới lần đầu kinh doanh nữa nên là lúc đó hoảng. Cho nên cái quan trọng là khi mà cả ba đứa đối diện với cái điều đó, cái cuộc sống của ba đứa, cái suy nghĩ nè, cái cảm xúc nè, rồi sinh hoạt mỗi ngày nè, lúc đó các bạn như thế nào? Em bị stress, mất ăn, mất ngủ luôn. Là em phải dùng đến thuốc ăn không. Em lo sợ điều gì? Em lo sợ kiểu như là ba mẹ biết em nghỉ học mà đi theo một cái hướng khác thì... Chứ em không có sợ cái chuyện tiền bạc đã bỏ ra? Dạ không. Có nghĩa là lúc mình kinh doanh là mình đã bỏ học? Dạ cũng đang vừa học vừa kinh doanh. Vậy thì mình quay trở lại việc học thôi. Vì sao lúc đó cái đường học của mình nó trở thành một cái nỗi lo lắng của mình? Cái đường học của em nó lại bị về một cái khoản học phí. Bởi vì mình đã lấy cái học phí đó mình đem vào bên này. Dạ. Bao nhiêu? Dạ cũng 10 triệu. Thì cùng lắm là đóng lại 10 triệu nữa. Nợ học phí một kỳ thì học chậm một kỳ. Nhưng mà kiểu đó không dám nói gì với bố mẹ em luôn. Kiểu bố mẹ cứ chuyển tiền lên rồi xong cái đem tiền đó đi trả nợ. Xong cái bắt đầu lao vô những cái thứ suy nghĩ tiêu cực đồ này kia. Tiền của em là bao gồm 3 nguồn. Dạ. Ba mẹ gửi lên. Tiền của em tiết kiệm thì coi như tiền tiết kiệm là cũng là tiền của mình. Coi như mất là coi như là mua một bài học đắt giá khác. Dạ. Tiền em đi vay app thì em cũng đã nghĩ ngay từ cái ngày em đi vay là em kèo trên rồi. Vậy thì bây giờ cái nỗi sợ của em về tiền bạc và phải đi trả nợ thì tại sao nó lại có một cái cú quay xe như vậy? Em xóa hết thông tin liên lạc ở trong số điện thoại nhưng mà vẫn bị tra ra. Tụi nó điện về cho bố mẹ em. Mình đã đánh giá quá thấp giang hồ rồi. Nhưng mà lúc đó em cũng không sợ. Em nói là mặc kệ tụi nó đi áp đen mà tụi nó điện thì cũng phá có bao lâu nữa đâu thì tôi cũng nghĩ. Nhưng mà kiểu bố mẹ em làm kinh doanh sợ bị hình ảnh xấu. Đúng. Sẽ không làm được cái gì nữa. Em nghĩ một đứa 18 tuổi mình tính hơn một hệ thống mà người ta cho vay tín dụng à? Tại vì trước em có bùng 2 app rồi nên là em cũng chắc cú lắm. Em bùng 2 app chắc cũng được 5 triệu. Lần sau em cũng làm y chang vậy luôn. Mẹ em điện lên chửi. Xong chuyển tiền lên cho em để em trả nợ xong cái bắt em về quê. Từ hồi tháng 3, tháng 4 tới bây giờ. Không cho em đi học nữa? Dạ không.
kêu em ở nhà. Nếu như bây giờ ba mẹ vẫn tiếp tục cho em đi học thì em có quay lại cái việc học tập không? Dạ có, nhưng mà em sẽ học một cái việc gì đó mà có thể giúp cho nhà em luôn. Thế thì việc đó là việc gì, mình đã có kế hoạch cho điều này chưa? Thiết kế và là in. Quay trở lại với cái câu chuyện khởi nghiệp đầu đời của em, vậy thì em thấy rằng là từ cái trải nghiệm đó thì em thấy là có những cái điều gì mà vốn ban đầu mình đã nghĩ quá đơn thuần, nhưng thực ra cuộc đời nó không có như vậy. Không phải cái gì mà cứ dễ ăn thì mình sẽ làm được, sẽ có một cái rủi ro nào đó. Nhưng lúc đó em nhận ra được là mình quá tin người. Và từ đó về sau kiểu như là em không còn tin tưởng bất kỳ ai luôn. Có một khoảng thời gian em bị stress mà kiểu tới nỗi mà em muốn tự tử. Điều gì khiến mình bị căng thẳng? Tại vì em không chịu nổi cái áp lực đó. Áp lực đòi nợ? Dạ. Một phần thì do em cũng được ở dưới quê được nhiều bạn biết tới. Tức là em cũng không chịu nổi mà cái áp lực mà bị người khác công kích nhiều như thế. Bây giờ em không chơi với ai nữa, em chỉ có một mình em và em cứ như vậy. Em vẫn có bạn bè nhưng mà chỉ là xã giao thôi chứ không gọi là thân. Nhưng mà em liệu em đã thật lòng với người ta chứ? Kiểu em, tụi nó bị cái gì, vấn đề gì em cũng để thời gian giúp được, em sẽ giúp tụi nó hết. Có một vài người thì có thể giúp được em nhưng mà sau một thời gian thì em thấy họ quay xe hết. Vì sao? Chắc em nghĩ là do mình nợ. Nợ? Nợ ở đây được em hiểu thế nào? Em nợ tiền nhiều lắm. Kiểu em cứ lâu lâu em cứ hỏi bạn này là có 100 không cho tao vay. Thì tụi nó cứ xin tin nhắn xong không rep. Vì sao mình lại phải nợ nhiều nơi như vậy? Do cái khoản mà em đã đi vay để trả nên là em phải nợ nhiều. Tới bây giờ em vẫn còn đang nợ. Nhưng mà ba mẹ cũng đã xử lý cho mình rồi mà tại sao nó vẫn chưa dứt điểm? Chỉ có một mình mẹ em biết. Và ba em chỉ biết là em chỉ nợ như đó và trả hết thôi. Chứ còn khoảng sau thì ba em chưa biết. Vậy tại sao bây giờ mình không công bố một lần luôn cho dứt điểm mọi thứ? Để mình cũng được an ổn, phụ huynh cũng tin cậy mình. Tại vì em phải hình dung là bữa nay em nói với mẹ là mẹ con nợ 5 triệu. Mẹ cho em 5 triệu để xử lý. Xong rồi đến 3 tháng sau các em lại nói là mẹ thực ra là con còn nợ tới 15 triệu chỗ khác nữa. Mẹ cũng sẽ cho em 15 triệu xử lý nhưng cái niềm tin mà phụ huynh dành cho em nó bị rơi rớt. Và bản thân em cũng sống những cái tháng ngày không có bình yên. Vậy thì tại sao mình không nói một lần cho nó hết chuyện? Tâm lý của em bị sợ, nhất là sợ bố. Chửi xong cái đánh dữ lắm. Em nói hết với mẹ luôn, với lại em với mẹ đang cố gắng làm để trả. Tổng cái số nợ giờ em đang gặp là bao nhiêu? Dạ khoảng còn gần 4 triệu mấy, 5 triệu. Nhưng mà kiểu bây giờ bố mẹ em phải dùng tiền đó để nhập hàng về và không còn khoản dư. Ngày trước thì còn khoản dư nhưng mà chắc do em phá hết rồi. Em nghĩ gì nếu như sau chương trình ngày hôm nay ba em coi được chương trình? Bố em chắc chắn sẽ thấy. Nhưng mà em chỉ muốn nói xin lỗi bố thôi. Trước đây em cực kỳ ngoan luôn. Giao tiếp rồi đi học đồ này kia thì cái tính của em kiểu như là nó sẽ bị đua đòi như các bạn khác. Mình có giảm được cái tính đó không? Em giảm được một phần vì em ở nhà nên là em không có làm cái gì hết á. Em chỉ thức dậy, ăn rồi ngủ, xong rồi phụ được cái gì phụ. Mình dự định những tháng ngày như vậy khi nào nó sẽ kết thúc? Hết tháng này. Rồi em cố gắng làm. Em biết là bố mẹ sẽ không gánh em nổi tới khi mà em lớn nữa. Thực ra em đang lớn rồi. Em đã lớn từ năm ngoái rồi. Chị không nghĩ gần 5 triệu là một cái khoản tiền nợ mà ba mẹ không cắn đáng nổi đâu. Thực ra nếu như ba xem được cái chương trình này, nó cũng là một điều may mắn cho em, để ba hiểu rằng là thực ra bản chất câu chuyện nó còn cái gì. Có thể ba cũng sẽ là những cái tính tình cũ thôi. Có thể rất là hà khắc với em, có thể thậm chí là có đòn roi với em nữa. Thì chị hy vọng là ba cũng có nghe những lời chị nói để hiểu rằng là thực ra đòn roi nó cũng không giá trị gì trong trường hợp này. Cái quan trọng là mình phải cắt được hết những cái dòng nợ đó. Ok, ở đây là có ekip của chương trình ha, sẽ có bộ phận biên tập và bộ phận sản xuất. Thì hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi, cho nên là để xem thử cái sự chủ động chia sẻ của mình như thế nào. Thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về bản thân mình trước ha, đầy đủ họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nha. Rồi em mời chị ạ. Dạ, em tên thật là Trịnh Thị Tiền, sinh năm 90, hiện tại em ở Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Em nghề nghiệp của em có một cái spa nha nhỏ. Là mình mở spa ở đâu chị? Ở tại quê của mình luôn. Quê mình là nãy nói ở đâu chị? Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ.
À, mở spa là mình mở cái spa này lâu chưa? Dạ cũng được 2 năm Rồi, nếu mà chương trình ghi hình ở trên Sài Gòn là mình vẫn sắp xếp lên được đúng không chị? Dạ, nếu như cho em hay trước để em sắp xếp. Dạ rồi, ok. Bây giờ là mình sẽ nói về bản thân mình một xíu ha, về tính cách nè, điểm mạnh, điểm yếu, sở thích của mình là gì nha. Về tính cách của em thì em cũng hòa đồng, còn điểm mạnh của em thì có lẽ là em mạnh mẽ, nhưng mà cái tính em thì thầm kín nói. Điểm yếu của em thì em ít chia sẻ với mọi người, có chuyện gì thì em chỉ một mình nhốt mình trong phòng vậy để suy nghĩ. Là hồi giờ mình nhốt mình trong phòng lâu nhất là bao lâu rồi? Kiểu như không cũng không hẳn là nhốt mình trong phòng, kiểu như là em có chuyện gì buồn á thì em hay một mình á, em hay một mình để suy nghĩ ra một cái câu chuyện gì đó, mà khi nào mà nó ra được cái đầu mối rồi thì thôi, chứ em không có chia sẻ với ai hết. Vậy thì chắc là trước đây là cái chuyện tình trường của mình thì như thế nào? Mình đã từng lập gia đình chưa hay là sao? Em thì trước em cũng có lập gia đình rồi nhưng mà không không có con, cũng đã ly hôn được năm mấy 2 năm mà. Ok, vậy thì mình chia sẻ về cái cuộc tình đó ha, cuộc hôn nhân đó ha. Dạ thì vợ chồng trước thì 2 đứa không có quen, ba mẹ định á, kiểu giống như ngày xưa vậy đó, ba mẹ đặt đâu thì con ngồi đó vậy đó. Thì xong thì về sống thời gian thì cảm thấy không hợp thì chia tay thôi hả chị. Là coi như hồi đó là quen là mai mối đúng không? Về ở với nhau được bao lâu? Dạ, ở với nhau cũng 10 năm. Trời ơi, ở 10 năm. Trời ơi, Dạ. thì tưởng đâu là ở ngắn lắm, nhưng mà 10 năm lý do vì sao mà không có con? Thời gian cũng dài nè. Do hiếm muộn chị. Cụ thể đi, làm sao mình biết được mình hiếm muộn rồi mình như thế nào, mình chia sẻ câu chuyện ha. Thì sống với nhau tầm cũng 2 năm gì đó rồi cảm thấy sao không có con, thì mình cũng đi bệnh viện đi bác sĩ này kia, thì người ta khám thì người ta cũng không nói là mình có bệnh lý gì, người ta chỉ nói là do hiếm muộn thôi. Thì trong cuộc sống gia đình thì vợ chồng sống chung với nhau mà cảm thấy không có cái sự chia sẻ, không có cái sự quan tâm với nhau, thì dần dần cái ngày nó có cái khoảng cách vậy đó. Rồi cảm thấy mình không hợp nữa thì mình dừng lại thôi. Nhưng mà Là cái hiếm mình muộn đó là về phía của em hay là chồng em á? theo em hồi đó đi xét nghiệm á, thì bác sĩ nói là do chồng em, nhưng mà theo em nghĩ là do cả. Là về mình có đi chữa trị gì không? Có chứ chị, hồi đó cũng cũng đi bệnh viện rồi đi bác sĩ theo dõi rồi này kia đủ, Cái thì này đi bệnh viện em sẽ mình chia mới sẻ biết kỹ. là mình muộn. Em chia sẻ kỹ một chút, tại vì nó liên quan đến cái hôn nhân tiếp theo á, có nghĩa là ở phía em vẫn sanh con được đúng không? Em có kết quả rồi này kia, hồi trước mình đã khám rồi đó đúng không? Dạ thì theo bác sĩ khám á, thì bác sĩ nói là em không có vấn đề gì, nhưng mà em thì riêng bản thân của mình thì mình cảm thấy như mình phụ nữ là kinh nguyệt không đều cái này cái nọ vậy đó, thì tự em cho là chắc có lẽ là cũng do mình một phần. Còn nếu như mà nói về giấy tờ về bác sĩ á thì không, bác sĩ không có nói là em bị gì hết. Chắc là do mình kiểu như là đa nang buồng trứng á, khó có con, nhưng mà cái này canh được không có sao. Dạ. Rồi là trong 10 năm ở với nhau mà sao kéo dài như vậy, ví dụ như 2 năm thấy không được, không khả quan thì thôi mình chia tay đi để mình kiếm cuộc sống hôn nhân khác, mà sao kéo Đó dài tới 10 năm. cũng là cái bản tính của em, giống như lúc nãy em chia sẻ đó, bản tính của em là ít nói nè, có sức chịu đựng nè, thì kiểu như em gặp một cái vấn đề gì đó thì em tự chịu đựng cho bản thân mình, em cảm khi nào mà em chịu đựng hết được rồi thì lúc đó em mới quyết định là em dừng lại. Chứ còn chịu đựng được thì em vẫn chịu đựng, kiểu như là em không muốn để ba mẹ em phải buồn á. Là bây giờ cái anh chồng kia đã có người khác chưa hay như thế nào? Dạ chưa chị. Là anh đó cũng ở một mình luôn.
Coi như là ly hôn chính thức là hơn một năm rồi, thì trong hơn một năm đó thì mình có tìm hiểu ai khác không? Em thì em tập trung vào công việc nhiều hơn. Coi như là cũng không có tìm hiểu ai luôn. Rồi, ok, bây giờ mình mong muốn tìm một cái người như thế nào để phù hợp với mình ha, những cái tiêu chí mà chương trình có thể xác minh cho mình được ha. Em thì đối với em thì em chỉ mong gặp được một người có công ăn việc làm ổn định cũng giống như em, kinh tế ổn định, nghề nghiệp và cái đời sống thì cũng biết đạo đức xíu, hiền từ xíu. Về tuổi tác, về vùng miền của anh này ở đâu thì được, mình có yêu xa được hay không? Không, chị em thì em muốn ở gần trong, nói chung là em không thích người miền ngoài, em không thích người miền Bắc. Chỉ trừ miền Bắc thôi đúng không? Ví dụ người này đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn thì vẫn được đúng không? Được không, Tiền ơi? Dạ được chị. Được thì mình trả lời được nha, sao suy nghĩ lâu giờ, còn không được thì cứ nói là không được, không sao hết ha. Dạ. Rồi, nếu mà người này đã từng lập gia đình đó thì được không? Nếu như mà đã lập gia đình thì có con riêng chưa hay là giống như em? Từng lập gia đình và có con nha. Có con rồi nó sẽ tốt cho em nha. Có con rồi em song sanh được, người ta cũng sẽ dễ hơn á. Còn em chắc chắn em sanh được không? Cái này mình phải suy nghĩ cho thật sự nghiêm túc nè. Dạ được chị. Rồi ok, tuổi tác thì mình có quan trọng gì không, mình cứ chia sẻ nha. Tuổi tác thì hồi trước giờ em luôn có cái quan điểm là chồng em phải lớn tuổi hơn em. Rồi, thích người lớn tuổi hơn ha. Dạ Rồi mình còn yêu cầu gì đặc biệt ở người này nữa không? Dạ không chị. Ok, hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi ha Tiền ha. Nếu mà mình được chọn á, thì sẽ nhận thông tin của chương trình và sẽ có biên tập trao đổi kỹ thêm về nội dung với mình. Giới thiệu đôi nét về bản thân chị nha, họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán, những cái điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình là cái gì ha. Ok. Rồi chị bắt đầu đi ạ, chị họ tên đầy đủ của chị là gì, chị sinh năm bao nhiêu ạ? Đầy đủ của chị là Ngô Thị Hương. Hiện chị đang làm kỹ thuật trưởng tại công ty Spectre của Đan Mạch. Quê quán chị là ở Nam Định. Chị vào An Giang công tác được 7 tháng rồi. Năm nay là chị 50 tuổi. Chị sinh năm 1973. Chị ơi, chị vào An Giang công tác 7 tháng, có nghĩa là chị ở ngoài Bắc luôn hả chị? Trước đây là chị ở ngoài Nam Định. Công ty mới chuyển vào đây thì là chị vào được 7 tháng. Là mình đi công tác một thời gian ngắn thôi hay là mình sẽ làm lâu dài ở đó ạ? Chị là chuyển danh sách là chị làm lâu dài ở trong An Giang này rồi. Một chỗ. Công ty là về chuyên cái gì chị ha? Chị công ty là chuyên quần áo thể thao. Mà trước giờ là chị ở Nam Định thôi. Nam Định là chị ở đâu ạ? Chị ở Nam Trực, Nam Định. Dạ rồi. Thì Còn đi này thì còn gia đình mình rồi sao chị ha? Mình 50 tuổi rồi chuyển vào đây công tác lâu dài rồi. Gia đình ở quê rồi sao ạ? chị ly hôn được 4 năm rồi, còn Dạ. Con chị thì là một cháu lớn là đã có vợ và đã có gia đình riêng. Dạ. Còn em thứ hai là đang làm công tác ở Hà Nội. Thứ hai là con trai hay con gái ạ? Cháu thì, em thứ hai là con gái thì em đang công tác ở Hà Dạ. Nội. Thì chị có ở Nam Định hay là chị có ở An Giang thì chị cũng là một mình mà. Rồi, dạ rồi. Về điểm mạnh điểm yếu của chị Hương là gì chị ha? Điểm mạnh của chị thì nói chung là chị thì không nhiều điểm mạnh. Điểm mạnh của chị là chỉ có là hòa đồng, dễ gần gũi với mọi người. Nói chung là
sẽ giành được tình cảm của nhiều người. Nhà chị có cần cầu đò quan không? À, chị cần. Dạ. Chị hát hò thì được không? Có hát hò gì được không chị? Chị hát thì gọi là qua qua vậy thôi chứ hát thì không hay. Vâng, chị hát một đoạn đi ạ, chị hát cho mọi người nghe thử một đoạn xem là qua qua của chị là như thế nào ạ. Ờ rồi, chị hát bài Ai chung tình được mãi nhá. Dạ rồi. Vì là nói chung vào miền Tây này là chị mới hay đi, miền Tây này là người ta hay hát mà. Thần liên hoan thì lại có karaoke. Ờ thì gọi là theo phong trào thì mình hay hát vậy thôi chứ còn hay. Rồi chị bắt đầu nhá. Bình minh ơi dậy chưa, cặp sáng với tôi được không, trời vơi qua mây đông ta thấy cô đơn và lạc lòng. Đêm mới đang ngủ trưa, một tay uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Là rồi, ok chị. À, chị có điểm yếu gì không nhỉ? À, điểm yếu của chị là nói chung chị hay xúc động. Mà hay xúc động hay khóc. Nhưng mà khóc thì thường thường là hay khóc một mình. Sao khóc chị? Nhớ nhà hay là sao? Không, nghĩa là mình cứ có cái gì xúc động thì hay khóc thôi. Xem phim cũng khóc hả? Ừ, xem phim cũng khóc hay là có cái gì đấy gọi là có tình cảm một tí là hay khóc. Dạ. Giờ quay trở lại cái cuộc hôn nhân của chị thì là chị mới ly hôn cách đây 4 năm thì là cái lý do gì chị ha, trong cái cuộc sống này là hai anh chị là kết hôn với nhau được bao nhiêu lâu để mình ly hôn chị? Nói chung là chị thì kết hôn năm 1994. Dạ. Trong cuộc sống thì nó cũng không được là suôn sẻ lắm. Nhưng mà không được nói tóm lại là không được nhờ chồng. Nhưng mà chồng tâm lý gia trưởng. Thì chị cũng cố gắng duy trì cái cuộc hôn nhân đến khi con chị trưởng thành. Con chị ra trường xong thì chị mới quyết định là ly hôn. Còn trước đấy thì cũng rất là nhiều lần có xô xát hay là dặn vỡ rồi, nhưng mà cố gắng thì chị sợ là các cháu nó ảnh hưởng tâm lý ấy. Nhưng mà mình có ly thân trước khi mình ly hôn không chị, hay là nó âm ỉ bao nhiêu lâu không, hay là mình đùng một phát cái mình đột ngột cái mình ly hôn luôn chị ha? Không, nói chung là cuộc sống thì nó xô xát thì nó cũng rất là cái tư tưởng của mình nó rất là không được tốt ấy. Nhưng mà nhà chị là không sống được nữa là ly hôn thôi, chứ còn cũng có ly thân một thời gian khoảng một năm. Một năm thì chị tự định ly hôn thôi, chứ còn muốn là người chủ động ly hôn. Chị không chủ động, chị cũng muốn là qua cái thời gian kiểu là mình ly thân xem là cái cuộc sống mỗi người kiểu nghĩ lại xem là mình nên như thế nào ấy, như thế nào thì cũng đấy là cũng có cái thời gian đấy là để cho hai người cùng có cái cơ hội. Nhưng mà anh quyết định cái ly hôn rồi cho nên là chị đồng ý. À, là chồng chị là người đề xuất ly hôn. Chồng chị là người làm đơn đề xuất. Dạ. Dạ rồi, bây giờ chị mong muốn tìm mẫu người như thế nào ạ? Tại vì chị cũng mới vào trong đây 7 tháng thôi, thì cái tiêu chí mà chọn một người bạn trai của chị sẽ như thế nào? À, chị thì chỉ cần người gọi là chân thật, biết gọi là chia sẻ thương, cũng không đòi hỏi gì nhiều. Dạ, ngoại hình thì sao chị? Công việc tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì nói chung là cũng không quan trọng lắm. Vì tầm này rồi thì nói chung là chênh lệch một vài tuổi, chứ còn nếu mà chênh lệch nhiều quá thì chắc là nó cũng rất là nó không được thay lắm.
chênh lệch một vài tuổi thì cũng được. Dạ, lớn hơn chị hoặc nhỏ hơn chị vài tuổi cũng được đúng không? Ừ, ok. Đấy thì giờ vào miền Tây rồi là các anh ở miền Tây được không? Sao chị? Bây giờ vào miền Tây ở rồi thì mấy anh ở miền Tây được không? Miền nào thì cũng được. Nói chung là chị thì giờ nó như kiểu tự do. Nếu như là miền ngoài thì nó sẽ có thể là nó sẽ phù hợp hơn về kiểu văn hóa hay là những cái gọi là mình sống từ xưa đến giờ ấy. Còn miền Tây thì nhiều cái thì chắc chắn là mình phải tìm hiểu nhiều hơn cái văn hóa của người ta. Dạ, rồi, ok chị. À, rồi, em cảm ơn chị Hương ha. Có gì thì chương trình sẽ liên hệ với chị để làm nội dung kỹ hơn cũng như là có phù hợp thì mình sẽ liên hệ với mình cái hình chị ha. Ok. Dạ, rồi, xin chào chị ạ.